Xin chào cả nhà. Món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Cả nhà ơi, hôm nay mình ớn cơm, mình thèm cháo. Bây giờ mình rang gạo, mình nấu một miếng cháo nha cả nhà. Ớn cơm thèm cháo, ớn cơm thèm cháo. Bắt thịt. Rồi bắt đầu mình luộc vịt nha cả nhà. Đó, mình bỏ vô mình luộc vịt. Mình lấy cái nước mình nấu cháo. Trời, cái đùi này đã. Mình mua nửa con, hình như chưa tới nửa con hay sao á, hơn nửa con thôi à. Vịt gì mà to dữ vậy trời. Nè, cứ một cái chân à. Rồi cháo bên này là mình rang gạo xong rồi, bắt đầu mình chế, miếng nước là đào tự động nó ấy rồi cả nhà. Một chút nữa mình cái nước luộc vịt này mình bỏ qua mình nấu cháo là xong rồi. Trong khi mình đang chờ đợi cái luộc vịt thì mình sẽ giả mắm gừng. Gừng là mình có 3 tép tỏi gừng cả nhà ơi, cả nhà giả mắm gừng như thế nào, còn mình giả là phải giả nát gừng. Xong rồi mình vắt cái nước gừng bỏ đi cả nhà, xong rồi mình bỏ 3 tép tỏi, 3 trái ớt, rồi bắt đầu mình đi bỏ bột ngọt này cả nhà. Rồi trong khi chờ đợi mình sẽ còn một ít dừa sáp cả nhà, bây giờ còn ít nè, một ly này thôi. Rồi một hơn một muối sầu riêng, mình sẽ làm sinh tố tiếp nha cả nhà. Rồi bây giờ mình làm mắm gừng xong rồi cả nhà, mình giã gừng nát rồi cả nhà, phải nhớ vắt nước gừng nha. Rồi bắt đầu cả nhà bỏ tép chanh nha, gọt chanh đi, bỏ tép chanh xong rồi cả nhà dầm sơ thôi chứ không có giã nữa nha cả nhà, cứ nghiền thì là tự động nó nát. Chút nữa cái chén mắm gừng nó rất là hấp dẫn cả nhà ơi. Đó, mắm mắm ngọt tỏi ớt á, cả nhà làm gì vẫn được luôn này cả nhà, cũng giã nát đi xong rồi mình cũng ấy chanh gì đó. Hôm nay mình làm xiên. Hôm nay mình làm xiên cái mình nặn tép chanh. Cả nhà thấy không? Chứ bây giờ mình giả mạnh là nó sẽ văng lên mặt mình. Nên là mình phải lấy cái tay, mình lấy cái chày mình nghiền 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 là một đổ nó nát hết cái tép chanh hết. Một đổ mình làm mắm nó rất là hấp dẫn. Rồi vịt nó đã sôi rồi cả nhà. Mình canh cỡ 10 phút đi rồi bắt đầu mình thử chín hay chưa. Đó, mình chặt ra làm 3 làm 4 luộc cho nó dễ. Rồi trong khi chờ đợi mình đi xay sinh tố nha. Một trái dừa sáp, một trái sầu riêng là mình ăn được 4 lần, lần thứ 4 nè. Theo cái khớp của nó nè cả nhà. Đó, nó vô khớp nó không còn lung lay nữa mình mới xay. Mình nghe nó không có được êm, nó mất cái cao su. Rồi đã xong, đổ mình bỏ vô ly. Rồi vịt cũng đã sôi luôn cả nhà ơi. Đó bây giờ mình gấp ra mình coi thử chín chưa. Chín xong rồi mình lấy cái nước này mình bỏ vô mình nấu cháo. Trời ơi, ăn ăn cháo vịt rồi ăn sinh tố kiểu này có biết có mát lắm không vậy ta. Rồi đã xong chén mắm gừng, cả nhà nhìn có thấy hấp dẫn không? Này có tép chanh này cả nhà. Đó mình nghiền cái tép chanh, mình nghiền cỡ nào nghiền nó cũng vẫn còn cái tép chanh hết đó cả nhà. Thấy này mình để sát cả nhà coi này đó. Nhìn cái tép chanh, nhìn cái chén mắm hấp dẫn chưa. Nhiêu đây là mình ăn bá cháy bồ chét rồi. Thịt vịt mà chấm mắm gừng tăng 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 tăng. Trời ơi, thấy ít xỉn vậy mà sao cũng được 3 ly cũng được, cũng ngon đó chứ. Cũng hơn, cũng nửa ly rồi cả nhà không. Nửa ly à, chia đều luôn. Chia đều nha, không ai hơn ai nha. Được 3 ly ghê chưa. Còn ở đây mình vét cối. Rồi cả nhà mình luộc vịt xong rồi bắt đầu mình vớt ra rồi để nguội lên chặt.
Bây giờ cái nước luộc vịt mình bỏ qua mình nấu đủ ba người ba tô cháo là được rồi. Đó. Rồi bây giờ mình phi hành tỏi để mình bỏ qua nồi cháo cho nó thơm nè cả nhà. Rồi mình để cho nó nguội đây. Sợ cái đùi này thôi nè, chắc còn hai miếng này là chắc chín chắc rồi. Nhưng mà cái đùi này là mình sợ nó dày quá nè. Rồi, đã xong nồi cháo ngang cả nhà. Mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.